Vâng, xin được cảm ơn phần trình diễn của câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn chèo Tấm Cám do câu lạc bộ đàn hát dân ca hát chèo xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn biểu diễn. Thank you.